Nhà của dơi. Đi kiếm ăn thôi các bạn ơi. Dậy đi dơi con ơi, chúng ta đi kiếm ăn nào. Ơi, con chẳng muốn ra đâu, rét lắm. Ừ, sắp đông rồi, chúng ta không đi kiếm ăn thì mùa đông này sẽ không có cái gì dự trữ. À, kìa chim sáo kia, bay không nhìn đường sao? Bạn nhìn xem, chính bạn mới là người không nhìn đường ấy. Tớ đang bay về tổ, thì bạn ở đâu lao ra? Nhà của bạn sáo đó. Mùa đông sắp đến rồi, mẹ sẽ bồi thêm cái tổ để được kín hơn, để con yêu của mẹ được an toàn và ấm áp. Vâng ạ. Mẹ con sáo có một cái tổ thật đẹp, mà sao họ nhà dơi mình lại không làm tổ? Con đi kiếm ăn về muộn vậy? Mẹ ơi, con có điều muốn hỏi. Có chuyện gì? Mẹ ơi, tại sao chúng ta lại cứ phải treo ngược mình lên như thế này? Mẹ có thấy như thế này là rất vất vả không? Sao chúng ta không làm tổ như nhà bạn sáo ấy ạ? À? Từ đời xưa, tổ tiên chúng ta đã sống như thế này rồi. Loài dơi không làm tổ con à. Treo ngược mình là cách để chúng ta tự vệ. Ở tư thế này, loài dơi chúng ta mới được bảo vệ và an toàn con yêu à. Thôi muộn rồi, ngủ đi con. Sao lại thế nhỉ? Một cái tổ đương nhiên sẽ ấm áp và an toàn hơn chứ. Dơi con đang làm gì đó? Tớ đang làm tổ. Làm tổ? Đúng vậy, một cái tổ ấm cúng và an toàn tuyệt đối. Dơi con ơi, không được đâu con. Muôn đời chúng ta đã ngủ trên vách đá, đó cũng là cách để chúng ta bảo vệ chính mình. Con không tin, đấy chỉ là cách nghĩ bảo thủ. Mẹ đừng làm con nản trí. Ương bướng thế không biết. Một thời gian sau, rồi sau này tất cả sẽ phải học tập mình làm tổ thôi. À, cút đi, cút đi. Đồ rắn độc ác kia. Có rắn, có rắn đó. Mi hết đường rồi. Để xem mi giải đằng trời. Ơi, a! Sao thế? Không bay được à? Mẹ ơi, cứu con. Cứu con với. Ôi, một con dơi non tơ mềm mại. Tiếc quá, tiếc quá. May quá, mẹ tới kịp. Hóa ra ở trong tổ cũng chẳng an toàn. Vừa nãy ở trong tổ mà không hiểu sao con không bay lên được vậy mẹ. Con biết không, việc ngủ ngược là tập tính sống và bản năng phòng ngự của loài dơi chúng ta. Con có thấy mỗi lúc con muốn bay, con phải tìm một nơi để treo mình, rồi mới thả mình xuống mới bay được. Gặp những tình huống như vừa rồi, chỉ có treo ngược mình lên, con mới có thể bay lên cao nhanh nhẹn mới thoát được kẻ thù. Vâng, con hiểu rồi mẹ ơi. Hóa ra mỗi loài đều có một tập tính riêng mẹ nhỉ. Thế mà con còn ương bướng, không chịu nghe lời mẹ. Ừ, con hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi nào, chúng ta về nhà thôi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa, già láng mịn. Đầm lầy khô hạn. No xong lên tắm nắng, thật là thích các cậu nhỉ. Đúng vậy, mùa mưa đến mang bao nhiêu là nước mát và thức ăn ngon. Ước gì cứ thế này mãi thì thật thích. Nhưng mình lo các bạn ạ, chỉ sợ chẳng mấy nữa mà hết mùa mưa rồi. Mùa khô đến, hồ nước sẽ cạn, chúng ta sẽ phải khốn đốn đấy. Thời tiết bây giờ ngày càng khắc nghiệt. Ui trời, lo gì chứ, hồ này từ trước đến nay có bao giờ khô đâu. Cậu hay lo lắng vớ vẩn quá đấy. Nhưng mà...
kìa, dẹp ra cho đại ca lên tắm nắng kìa. Kìa coi, còn không mau tránh ra đi. Á, à, cậu chán sống rồi sao? Sao cứ tỏ ra lì lợm trước mặt ông mập kia thế hả? Ông ấy mà nổi giận thì cậu chết chắc. Nhưng mà mình... Nhưng cái gì? Nhìn kìa, ông ấy đang nhìn cậu vẻ giận dữ đấy. Kiếm ăn cả ngày mà bụng vẫn đói meo. Sao mùa khô này dài thế không biết? Giờ thức ăn ngày càng khan hiếm, cá dưới sông cũng chết hết dần. Này các cậu, mình vừa bắt được con cá này, chúng ta ăn chung nhé. Ôi, coi, cậu giỏi thật. Nào, cùng ăn thôi các bạn. Đưa con cá cho tao. Thôi, nhường con cá cho đại ca đi. Tại sao? Mình bắt được mà. Sao lại phải thế? Cậu muốn được yên thì hãy nghe lời bọn mình. Không, mình sẽ giữ đến cùng thành quả của mình. Mày dám? Thôi nào, bỏ đi coi. Đã bảo rồi mà. Đi thôi các cậu, đi tìm cái hồ nước khác đi. Cứ tiếp tục ở đây, chúng ta sẽ chết đấy. Tìm làm gì, biết tìm đâu. Lỡ không tìm được thì bỏ mạng chứ chẳng chơi. Thôi, chịu khó chờ ở đây. Ở đây giờ vẫn còn ít nước, chưa đi khỏi đây không chết đói thì cũng chết khô. Đi mà, nghe mình đi, không đợi được mưa đâu. Cậu muốn đi thì đi đi, bọn mình không dại đi khỏi đây làm gì. Thôi nào, các cậu không thấy sao? Hồ nước đã cạn, giờ chỉ còn bùn. Đằng nào ở lại đây cũng không sống nổi. Sao chúng mình không thử đi tìm, biết đâu lại gặp được hồ nước lớn. Bọn mình sẽ không đi đâu cả. Ở đây còn có cơ hội, ra đi là chết chắc. Tất cả mau đi với mình, không đi thì không kịp mất. Cậu muốn đi thì đi đi, đừng có xúi giục bọn mình nữa. Sao mọi người cứ cố bám trụ bằng được nơi khô cằn này vậy nhỉ? Không dám làm, không dám thay đổi bất cứ cái gì. Lúc này phải biết chấp nhận từ bỏ để đi tìm con đường mới. Cứ ngoan cố ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Mình đã đi hơn 3 ngày rồi, chẳng lẽ vẫn không thể tìm được hồ nước nào sao? Mình mệt quá, đói quá. Hả? Đằng kia... Hả? Là một hồ nước sao? Mình có hoa mắt không vậy? Ôi, đúng là hồ nước thật rồi. Mình sống rồi. Mình phải về gọi các bạn đến đây mới được. Sóc nâu vì bạn. Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé. Tất nhiên rồi. Sao muộn thế này rồi mà sóc vàng vẫn chưa đến? Có ai ở nhà không? Trời, cậu bị sao thế? Sóc nâu đấy à? Tôi bị bệnh rồi. Khổ thân cậu. Mau vào nhà đi kẻo lạnh, để tôi gọi bác sĩ gấu đến khám cho cậu. Bác sĩ gấu, sóc vàng bị sao thế ạ? Cậu ấy bị nhiễm phong hàn nặng. Chị e... Sao cơ? Chị e làm sao ạ? Xin bác hãy cứu lấy sóc vàng, cháu xin bác đấy. Tôi không thể chữa được cho cậu ấy, nhưng có một cách. Cách gì ạ? Nghe đồn, trên núi cách đây 10 dặm, có một vị thần có thể chữa bách bệnh. 10 dặm ư? Sao, cậu sợ rồi phải không? Đường đi quả là rất xa và nguy hiểm nữa, nhưng đó là cách duy nhất cứu được sóc vàng. Đó là cách duy nhất cứu được sóc vàng. Cảm ơn bác, nhất định cháu sẽ tìm ra vị thần đó để cứu sóc vàng.
10 dặm, chưa 100 dặm cháu cũng phải đi. Mệt quá, đói nữa. Mình đã đi cả nửa ngày đường rồi, phải ăn lấy sức đã. Nhưng đường còn dài, số thức ăn này mình phải ăn về để dành thôi. Chào bạn Sóc Nâu. Ồ, bạn Nhím đấy à, bạn đi đâu đấy? Tôi đang đi tìm vị thần y trên núi để về chữa bệnh cho Sóc Vàng. Mà đi đến đây thì không biết rẽ đường nào. Bạn có biết đường không? Chỉ cho tôi với. Đương nhiên là tôi biết đường chứ. Tôi sẽ chỉ cho bạn, nhưng với một điều kiện. Ôi, may quá, bạn mau nói cho tôi đi. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Nếu bạn cho tôi hết chỗ hạt dẻ kia, tôi sẽ nói cho bạn biết. Nếu cho Nhím hết số hạt dẻ này thì mình sẽ đói mất. Nhưng được, tất cả vị Sóc Vàng. Đây, tặng bạn toàn bộ số hạt dẻ mà tôi mang theo đấy. Cứ đi theo hướng này là gặp vị thần đó. Cảm ơn vị túi hạt dẻ nhé. Đã đi cả ngày đường rồi, sao vẫn chưa tìm thấy vị thần y đó nhỉ? Trời, lại có một ngã ba nữa. Biết đi đường nào bây giờ? Anh Thỏ, anh Thỏ ơi. Ai đấy? Tôi đây, tôi là Sóc Nâu đây. Anh có biết đường tới chỗ vị thần y không? Chỉ cho tôi với. Ai, ta vừa ngủ dậy, khát nước quá. Đây đây, nước đây. Tôi chỉ có mỗi chai nước này thôi. Thế ta uống hết thì cậu uống bằng gì? Không sao, tôi chịu được mà. Miễn là anh chỉ đường cho tôi tới chỗ thần y để cứu bạn tôi thôi. Hả? Ngài là... Ta chính là vị thần y mà con đang tìm kiếm đây. Ôi, chào thần y, xin ngài hãy cứu giúp bạn con. Ta đã biết hết chuyện của con và rất cảm động, vì chính ta đã giả làm Nhím và Thỏ để thử lòng con. Bây giờ, chúng ta cùng trở về cứu Sóc Vàng nào. Ôi, Sóc Vàng, cậu đã tỉnh rồi, tuyệt quá. Đa tạ thần y đã cứu mạng. Con hãy cảm ơn người bạn của mình. Chính cậu ấy đã không ngại đường xá xa xôi, nhường hết thức ăn và nước uống của mình cho người khác, chỉ mong tìm được đường cứu con. Con phải biết trân trọng và yêu thương bạn nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời của mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng ta là bạn mà. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, Mụn Rơi Xa và Láng Mịn. Ông Quang Ngạo Mạn. Hôm nay Trần Tứ đến chơi, mình phải cho ông ta biết thế nào là gia thế phủ quan huyện Trương Tam. Đừng tưởng chỉ có mình là nho nhã sang trọng hơn người nhé. Bay đâu? Dạ, bẩm quan cho gọi con ạ. Hôm nay nhà ta có khách, các ngươi phải chuẩn bị tiệc hết sức linh đình cho ta. Bao nhiêu của ngon vật lạ mang trưng hết ra, rõ chưa? Dạ bẩm, con rõ rồi ạ. Người thấy ta thế nào? Dạ bẩm ông, hôm nay nhìn ông nho nhã sang trọng lắm ạ. Nhất là đôi ủng ông mới sắm đi cùng bộ y phục này, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Đúng thế, càng nhìn càng thấy ta thật là sang trọng. Đã lâu lắm rồi ta mới quay lại huyện này, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Dân chúng nghèo vẫn hoàn nghèo.
đã nghe nói dinh thự quan huyện to rộng, nhưng thật không ngờ lại to lớn nhường này. Chào Trần đại nhân. Chẳng mấy khi rồng lại đến nhà Tôm chơi, thật là vinh dự cho tôi quá. Mời ông vào nhà. Bay đâu, mau pha trà, chuẩn bị rượu thịt mời Trần đại nhân. Nào, mời ngài. Đây là loại trà hảo hạng nhất ta được người Mạn bắt biếu đấy. Hiếm có lắm. Ồ, thật vinh dự cho tôi. Nhờ có chuyến thăm tới nhà ngài mới được thưởng thức thứ trà vừa quý vừa hiếm này. Chứ thường ngày tôi chỉ dùng trà nhà trồng được thôi. Đúng đấy, hiếm lắm, quý lắm. Ngài không sao chứ? Ồ, không sao. Ơ, ngài cũng có đôi ủng này sao? Hóa ra là giống đôi ủng của ngài. Hai đôi ủng giống nhau. Chúng ta quả là tâm đầu ý hợp đấy, thưa ngài Trương Tam. Hừ, tên chủ tiệm giày nói, đây là giày theo thủ công hiếm có lắm. Vậy mà ông ta cũng có một đôi. Thật mất mặt. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là tâm đầu ý hợp. Lần trước lên kinh thành, ta vào tiệm giày nổi tiếng nhất trên đó. Tay chủ nói, đây là đôi giày theo kỳ công nhất, ta đã không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để mua. Ông ta có vẻ không được hài lòng khi mình cũng có một đôi ủng như vậy, chắc lại tiếc tiền bỏ ra mua rồi đây. À, phải rồi. Ông nói đúng, ta cũng đã phải bỏ một khoản không nhỏ để mua đôi ủng này. 8 quan cơ đấy. Cái gì? 8 quan sao? Đúng, 8 quan. Tại sao hắn lại dám lấy của ta những 16 quan chứ? Hắn dám ăn chặn tiền của ta à? Hừ, ta sẽ không tha cho tên bán giày chết tiệt đó. Người đâu? Lôi tên bán giày đến đây cho ta. Dạ. Kìa, ngài Trương Tam, sao ngài lại giận dữ làm vậy? Hừ, tôi với ngài phẩm hàm ngang nhau, vậy mà hắn bán cho ngài đôi giày ấy 8 quan, lại bán cho tôi những 16 quan. Hắn đáng tội chết lắm. Tôi phải... ấy chết, ngài vội vàng quá. Tôi nói 8 quan là một chiếc giày thôi. 2 chiếc của tôi cũng là 16 quan đấy chứ. Hả? Sao? Chẳng ai dám ăn chặn tiền của ngài đâu. Tiếng bổn quan Trương Tam ai mà chẳng biết. Ngài là vị quan biết lo cho túi tiền của mình nhất mà tôi từng biết đó ngài Trương Tam. Giá như ngài cũng biết lo cho túi tiền của dân như vậy thì tốt biết mấy. Thưa đại nhân, người thợ đóng giày đã tới đây ạ. Đại nhân cho gọi tiểu nhân đến có việc gì vậy ạ? À, đôi ủng ngươi đóng cho ta đi rất vừa, rất đẹp. Vậy tốt quá, cảm ơn đại nhân đã có lời khen. Trương Tam đại nhân rất hài lòng với đôi giày của ngươi. Ngài ấy hứa sẽ ban thưởng cho ngươi 10 quan tiền nữa. Ờ, ta... tạ ơn đại nhân. Cốc dọa hổ. Ta là chúa tể rừng xanh, ai ai cũng phải sợ ta, tất cả đều phải phục tùng ta. Ui cha, cái gì thế? Dạ, dạ, thưa ông cọp, chúng tôi không có ý đâu ạ. Nhìn thấy ta mà vẫn ngang nhiên ăn uống vui vẻ, chúng bay thật là hỗn láo. Mau đi tìm đồ ăn cho ta, mau lên. Dạ vâng, chúng tôi đi ngay đi ạ. Sóc nâu, cậu đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Tôi xin lỗi, tôi đang phải đi tìm đồ ăn cho cọp. Hắn vừa nổi cơn tức giận, bắt chúng tôi phải đem đồ ăn đến cho hắn. Lại là cái con cọp đáng chết ấy. Cậy có sức mạnh mà càng ngày càng lộng hành. Nó đang ở đâu để tôi đi xử lý nó? Ấy ấy, đừng có dại. Cậu bé tí thế, làm sao mà xử lý được hắn chứ? Hắn mà nhẫm cậu một cái thì chỉ có bẹp giết. Cậu không phải lo, để đó tôi sẽ có cách. Sao cái lũ sóc này chậm chạp thế không biết? Mãi không thấy chúng về. Ta cứ đợi ở đây, chúng kiểu gì cũng phải về nhà, đừng hòng mà trốn được. Con cọp kia, ai cho ngươi nằm ở đây? Đây là chỗ của ta. Cái gì? Đứa nào nói thế? Đồ tí hon kia,
Ngươi là ai mà dám hỗn láo với chúa Sơn Lâm ta thế hả? Ta chính là cậu ông trời đây. Đừng có lôi thôi, cút mau khỏi đây. Đồ ắt con, đứng đó mà nói nhảm. Sao lại là nói nhảm? Ngươi không tin ta là cậu ông trời sao? Vậy ngươi hãy thi tài với ta, xem ai hơn nào. Được, ta sợ gì nhà ngươi chứ? Ta với ngươi thi nhảy, thế nào? Cây giống cọp này, trước khi nhảy, bao giờ cũng quật đuôi mấy cái để lấy đà. Phải rồi, mình sẽ lợi dụng nó. Được, chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau, cả hai cùng nhảy. Hơ, đã yếu thế rồi lại còn sĩ diện. 1, 2, 3, bắt đầu. Thế nào hả? Trời ơi, con cốc này thật nguy hiểm. Thoáng cái đã thấy nó đến đích rồi. Nó đúng là cậu ông trời thật rồi, nên mới có phép biến hóa thần kỳ như thế. Phải chạy thôi. Anh cọp, có việc gì mà anh chạy dữ vậy? Người không biết ư? Ở đằng kia có con cốc xấu xí nhưng đáng sợ lắm. Ta phải trốn nó đây. Ôi, con cốc thì có gì mà đáng sợ? Anh cứ đưa tôi đến gặp nó, tôi sẽ bóp nát nó cho anh xem. Có thật không? Con cốc ấy nguy hiểm lắm. Anh cọp uy nghiêm là thế mà nay phải sợ một con cốc à? Được rồi, ngươi trèo lên lưng ta, ta sẽ dẫn ngươi đến đó. Đâu, nó đâu? Để tôi đến xử nó giúp anh. Cây dúm lông này nhậm hết cả miệng mình. Nó kia kìa. À, thằng cáo kia, mày làm gì mà chậm chạp thế? Mày bảo trả nợ tao hai con cọp, sao bây giờ mới dẫn có một con đến? Làm sao tao ăn đủ no? Trời ơi, nó vừa mới ăn thịt một con cọp xong, miệng vẫn dính đầy lông cọp kia kìa. Phải chạy thôi. Ơ, này, này anh cọp. Này cốc tía, cậu giỏi thật đấy. Không những đe dọa được cả cọp khỏe mạnh, mà còn xử lý luôn cả con cáo ranh mãnh và độc ác. Để đấu với những kẻ có sức mạnh như ngông cuồng này, thì chúng ta phải dùng đến mưu trí cậu ạ. À. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.